Lưới đánh cá trong ao 14 phân cao 2, dài 100m. Lưới đánh cá lớn, đánh cá tơ các bác nhá. Ao, sông, thủy điện 14 phân. Đấy, bắt con cá lớn như thế này các bác nhá. Đây là hàng lưới Thái. Các bác nhìn thấy không ạ? Chất lượng cao, chuyên để phục vụ các bác đánh cá lớn. Đấy. Hàng của nó là hàng trực tiếp từ Bangkok mà di chuyển nhập lưới về làm cho các bác. Các bác nhìn thấy hàng chuẩn meo chưa ạ? Đây là hai cái đầu mà di chuyển thiết kế, nó là hai cái tay để gọi là chống rách hai đầu biên được ăn từ trên phao. Đấy. Được ăn từ trên phao nhé, xuống đến tận trần thì lưới ba màn đánh chìm. Đấy. Cái này nó có một cái tác dụng nữa là khi cần các bác kéo như một cái lưới kéo ở trong ao các bác, hoặc sông hoặc thủy điện. Đấy, cao 2m là lưới đánh cá lớn các bác nhá. Đây là phao. Đấy, hai cái phao đen là hai cái phao đầu, đây là cái dâu. Đấy, hai cái dâu này là các bác tưởng tượng đấy, hai người cầm cái này kéo đấy. Đấy, và căng ra hai người cầm hai đầu để thả cũng được đứng trên ao. Đây là phao này, hai đầu chốt khóa cẩn thận, chống rối cho các bác ra lưới và lưới cực giã, mà lưới bắt cá lớn. Chiều cao 2m, mắt lưới 14 phân, chiều dài 100m, cung cấp toàn quốc lưới đánh cá trong ao, thủy điện, lưới đánh cá lớn các bác nhé. Số điện thoại của xưởng sản xuất là 0869680285. Xin nhắc lại, xưởng sản xuất lưới đánh cá Duy Chiến, cung cấp toàn quốc và làm theo yêu cầu 0869680285.